Which one is this? Tofu skin. Tofu skin. Oh, okay. Thank you. And this African skin, avocado, red pickle, spicy, and spicy honey. All right. Thank you so much. Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ đi ăn sushi all you can eat. Hello các bạn. Tình hình là tụi mình lại đói bụng rồi nha các bạn. Hôm nay có một cái chỗ nó mới mở. Ở gần Queens Mall. Nếu mà các bạn ở New York thì các bạn biết, nhưng mà chắc các bạn không ở New York các bạn không biết đâu. Mình sẽ để vị trí lên cho các bạn coi. Thì này là một cái chỗ nó bán sushi. Sushi, right? Yeah, all you can eat. Là muốn ăn nhiều ăn, giống như kiểu buffet á. Ok, giờ mình sẽ đi vô ăn thử nha các bạn. Đưa mình sẽ bạn giống vậy nè mấy bạn. Đó, mình ăn cái nào thì mình chọn vô, mình stick cái dấu vô thôi. Đó là vậy. Mình chọn thử nha, bây giờ mình sẽ chọn cái nào đây. Cái đó là chuyện của mỗi người mà. Mỗi người ta có một cuộc sống riêng đúng không? Người ta sẽ chọn một cái đồ ăn riêng cho người ta. Chứ bắt người ta ăn giống mình sao mà được. Đó, mình chỉ ăn thôi, mình coi những cái gì ngon. Mình chia sẻ với người ta thích, người ta ăn, người ta thích thôi. Cảnh đây cũng khá là được nha các bạn, ánh sáng khá là tốt, quay phim nhìn rất là đẹp đó, cho mình coi rộng rộng rãi thoải mái, cũng chưa đông lắm tại mới mở. Đây là cái mà Ngân chọn nè các bạn, miso soup, kimchi, salmon skin salad hả, phát thái, soda. Đó là còn cái này là phần sushi là ngân chọn quá trời luôn, ăn hết luôn đó bà. Tôm giam đi, cùng bật cột đó thử coi. Này giống như là cục thịt xíu ngoại thôi mà. Sushi mình sẽ ăn cái gì đây ta? Salmon, tuna, octopus. Đấy, hình như cái này là mình pick vô cái nào cái nó cuốn lại cho mình hết á phải không em? Thì anh sẽ ăn salmon. Để em chọn cái thịt nướng. Sao anh lấy nhiều vậy? Em lấy cho anh luôn. Rồi ăn không hết thì sao? Ăn hết mà. Nè, em thấy nó ghi đây không? Nè. Dành ghi cho người ta. Chỉ được 90 phút thôi. Không được, avocado. Một cái dragon roll là cuốn theo kiểu nó giống hình con rồng vậy đó. Cái món này là chimi salad nha các bạn, là giống như là salad thịt thôi. Để đây cho bạn coi chút. Thịt cua. Cua hả? Thịt cua. Để thử thử. Nó hơi cay rồi. Cay. Sao nó để là spicy? Nó cay. Cua. Tươi ngon. Thêm mấy cái bánh mì chiên nữa. Appetizer là món khai vị, nó ăn nó nhẹ nhàng vậy thôi. Cái này là cái gì vậy trời? Salad da cá hồi. Salad da cá hồi nha. Da cá hồi. Đây là da không ạ? Cái này là đu đủ hả? Có sốt teriyaki nữa. Ngon. Cái này ngon. Đây là dưa leo nè. Dưa chua. Dưa leo pickle làm chua. Giống như là muối. Đây là miso soup các bạn. Nếu các bạn mà có ăn đồ Nhật mà các bạn biết, miso soup là soup nó làm với lại đậu hũ với lại soy sauce bình thường thôi. Mà ăn nó rất là thơm.
mùi tương vậy đó. Ngon. Này là kim chi nắp hẳn ơi. Này là củ ngân kêu. Và cá hồi xà lách mà mình thấy ngon quá mình ăn luôn. Da cá thường nó có cái độ mỡ á, mình ăn nó nhớt nhớt, mình không có thích, nhưng mà chỗ này nó chiên lên thì khá là giòn, mỡ nó cũng chảy ra được phần ngon. Mà nó thơm nữa. Have another tom yam soup. It's making. Yeah. Oh, you make it already? Yeah. Okay. Because the tom yam soup usually took like a little bit time to cook. Okay. Okay. Phần sushi đầu tiên ra này nha mấy bạn. Đây. Thì cái này là cái gì? Octopus. Octopus. Đó, cái này là salmon đúng không? Còn cái này là chắc cả cá. Không, cái cá là nãy mình kêu đó là cái penny á. Penny hả? Đó. Penny là tuna mà bé. Nó anh kêu cái này nè. Spicy tuna. Không biết cái nào là nào luôn. Hả? Yeah, which one is this? Tofu skin. Tofu skin. Oh, okay. Thank you. And this avocado, senna, avocado, red pickle, spicy, and the spicy candy. All right. Thank you so much. This is spicy candy. Này là cua nè. Candy là mấy cái cua mà nó làm giả. Okay. Các bạn coi này. Mình cho nó nét vô, để lấy nét vô nó cho nó đúng. Oh shit. Không sao, không sao, không sao. Vẫn còn chạy tốt nè bạn. Thank you, thank you. Soba. Mì em kêu hả? Wow. I put on a side. Ăn sushi thì mình phải làm cái nước chấm các bạn. Nước chấm nó làm rất là dễ. Cho một miếng nước tương vô đó. Ngon quá. Xong rồi miếng mù tà. Đây. Với lại cái này là gừng mà họ muối á. Có mấy mùi này cho nó đừng ám mùi lại gừng nữa nè. Tăng 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 tăng. Wow, rất là nhiều đồ ăn. Hopefully. Mấy cô kia đang nhìn mình không biết mình đang làm cái trò hề gì. Mình sẽ thử một miếng salmon nha. Cheers. Alright, thank you. Salmon là cá sống rất là ngọt các bạn. Mì ngon, cái nước rất thanh kìa, ngon quá. Miếng salmon ngon quá, để ăn thêm miếng pickle. Rất là fried xíu mại. Đây là xíu mại các bạn, mà nó chiên lên có sẵn nước chấm cho mình luôn. Đường chấm nước tương, hai người chấm nước tương. Ở mình là khác với này thì nó có tiếng ngọt hơn chút á. Mình không biết là mình có thể ăn hết được cái đống này nữa không. Đây là cái phần sushi của tụi mình kêu. Đi ăn mấy cái buffet này là phải ăn hết sức mình. Chứ ăn không hết sức là bị ngộ. Chua, giống cà chua gì cả lắm. Cái này ở trong nó cuốn dragon roll nè. Tại vì nó giống cái da của con rồng nè. Có cái avocado ở ngoài, ở trong nó có rau nè. Có một miếng cá, không biết cá gì đây. Thịt gì á? Không biết đâu. Phải nướng không hay chiên á? Tôi thấy nó giống như tẩm bột chiên vậy. Ngon quá. Mà có một gạo. Em kêu hả? Mỗi lần các bạn ăn xong một miếng, mình gấp một miếng gừng nhỏ này nè, gừng mà người ta làm ngâm sẵn á, mình ăn vô
Ăn rất là từ từ luôn nha bạn. Em thử gọi chả giò của Nhật. Cái gừng này là để chi? Tại vì đồ sống nó sẽ bị nó có một tiếng gọi là hàn á, ăn vô nó sẽ bị lạnh bụng. Thì nó cũng không tiết độc nữa, ăn gừng thì nó sẽ giải độc. Cùng với đó là nó sẽ reset lại cái vị giác của mình. Thì sushi không có ai mà vô ăn và ăn một loại, sẽ ăn nhiều loại khác nhau. Cho nên mình mỗi lần mình ăn mình reset cái vị giác lại, giống như là mình cho nó khởi động lại. Giờ thì mình ăn cái mới cho mình sẽ thưởng thức tốt hơn, không có bị cái mùi của nó cũ nó ảnh hưởng quá nhiều. Hồi nãy giờ mình thấy món này mà mình rất là muốn thử rồi, mình không biết nó là cái gì. Ây da, đây em ơi, chắc bò cuộn ha. Bò cuộn với lại mình teriyaki thôi. Cái này là biết teriyaki á, nhưng mà nó có trong nó có hành nữa. Bò cuộn với hành với lại nước sốt của teriyaki. Bên Mỹ thì nước sốt teriyaki rất là nhiều nữa mày. Thì người Nhật người ta đem nó qua đây, cái nước sốt là họ là soy sốt với đường, cho nên nó có một tiếng ngọt, tiếng mặn. Nhai thịt bò trong mình rất là sướng, hành nữa, nó ngậy một tí mùi, cùng với sốt chè nhạt kia, ngọt tuyệt đối. Thử đi, ăn cái này mình phải ăn bụng vậy đó. Ok, sao vậy? Ăn xong thì tập thể dục. Ngon ha, không à, em thấy thanh, anh thấy ngon mà. Em phải nhai nhiều chút, nếu không là cái mùi hành nó bị sốc lên á, ăn được rồi. Hả? Em không thích à? Xin đây à? Xin đây à? Mùi hành nó nồng. Anh lại thích mùi hành. Em ăn không được hành, cũng thích hành, nhưng mà cái mùi hành này nó nồng quá. Cua này chấm thêm miếng mùi tạt vô đó. Tao tự ăn một cục luôn. Lâu lắm mình ăn sushi. Ngon. Mình thấy dưới đây mình thấy đưa này nhìn đó. Có màn hình cho em nhìn mà đó, đây là cá hồi teriyaki. Với mình muốn cá hồi chiên thôi. Phải chiên không? Chiên hay nướng em? Chiên. Chiên á, chiên. Chiên nó mới ra được cái độ cứng ở bên ngoài. Mình nướng thì nó không vậy. Nó có thứ sauce teriyaki. Lát nữa thử để ăn cho mấy cái nó hết. Nó sushi đây nha mấy. Này của em, thằng của anh. Ăn thôi cho hết nhạc cùng. Còn đây là bát Thái. Bát Thái là món của người Thái này. Vì mình nhìn cái màu nó không? Ừ, màu nó không có được đặc sắc. Bát Thái này những chỗ nhà hàng Thái nó bán nó làm đặc sắc lắm. Gấp sushi á, không có gấp ngang vậy. Thí dụ miếng này thì không có gấp vậy, nó sẽ bị bể ra. Cho nó nằm xuống. Gấp như này, từ bên ngoài vô. Đó, thì các bạn gấp ra được miếng luôn, nó không bị bể ra. Chấm vào miếng, nhớ phải có miếng mùi sạch. Cái bát Thái này mà mình ăn á là mình phải dắt chanh vô nữa, tại mình thích chanh nước chua. Nó có chua sẵn rồi. Dễ hả? Anh đang có sushi trong miệng rồi. Ngon quá, cái này ngon quá. Cái này là dragon roll rồi không? Tại nó giống với tại vì hôm nay nó cuốn cái bơ á, cái bơ nè, cho nên nhìn nó giống màu rồng lắm, cho nên gọi là dragon roll. Ngon quá. Ngon quá. Thử chả giò anh ăn này xong á. Chả giò Nhật Bản mình phải cắm một cái mình biết trong nó có gì. Mà nghe cái này ngon quá, nghe ăn đó đi. Để anh ăn thử miếng này nha. Tôi cắn ở trong mình nó biết ở trong nó có gì vậy. Thank you.
rau cải nè, hành, cà rốt. Toàn rau không à? Có thịt gì đâu. Có thịt gì đó. Toàn rau không à? Cá hồ ngon mấy bạn ơi. Toàn rau không mấy bạn. Salad thơm. Rau. Trong. Quất. Ăn được cái hồi sống không? Ừ. Ăn cái gì mà ăn được. Nếu có thịt người là anh kia ăn qua thôi. Ngon quá. Nhớ nha bạn à. Đẩy cho nó té xuống. Xong bắt đầu cắt chỗ này vô. Đây là người Nhật thì chỉ mình đó. Có một người trước có được đứa bạn Nhật. Té xuống này. Nó té xuống như này. Thế thường á, không như cái này thì em gấp ngang vô vậy được, còn cái này đâu được, thấy không? Cái này phải để nó té xuống, chứ em gấp ngay đi. Anh thấy bị bể ra không? Thấy không? Mình phải để nó ngang xuống vậy đó. Gấp nó lên. Muốn anh ăn phụ thì nói đại đi, phải ăn thật không? Cá salmon teriyaki. Ngon. Cá salmon làm cái kiểu gì nó cũng ngon đó. Không làm được để im nó cũng ngon. Ăn sống nè. Thì đó. Cũng là mấy cái loại đồ mắc tiền đó vậy. Thì của em nè. Này là salmon mà nó làm fancy đó. Nó bầm ra, không nó sốt với lại mấy cái gia vị rồi. Bỏ cho mình ăn. Anh ăn thử miếng nha. Cái này cũng phải làm cho nó té ra luôn. Xong mới gắp lên. Mới ăn miếng. Cái này anh không thích. Quá nhiều cá. Ăn thấy béo luôn, thử miếng đi. Nhiều cá quá mày. Ăn vô thấy toàn cá không à. Như cái này là ăn thấy nó đồng đều. Có một tí bơ, gạo, cơm, cá này kia. Với lại cá này là nó chín nha các bạn. Mình ăn cá này là sống á. Cái này nè. Rồi, rồi. Đó, đa số là cá. Có một quá trời cá luôn mà có một lớp cá sống ngoài nữa. Ăn vô thấy là cá, cá. Biết đâu. Này trứng cá hồi nè các bạn. Trứng cá thì chắc giả thôi, chứ trứng cá thì cũng bỏ vô vậy nha em ăn. Trứng thì đủ mắc đâu. Trứng cá hồi không mắc. Đây bắt đầu. Ăn đi. Còn quá trời. Rồi thấy nồi nữa nè bạn. Mà hôm nay mình vì những bạn, vì những bạn không có ở New York không có được ăn, mình sẽ ăn dần. Ok. Này mình ăn vì người khác không phải là vì mình nữa bạn. Bảy cao tự. Fried tofu là da của đậu hũ các bạn, da của đậu hũ mà họ chiên lên. Chứ giờ mình ăn này mình cứ tưởng là cá hay là cái gì thịt không mà, nhưng mà thực sự là nó là đậu hũ thôi. Không có nhiều vị nữa. Tại vì đậu hũ cuốn gì đây nó không có vị nhiều rồi. Ủa nó có vị đậu nành chứ. Đúng không? Ăn rất là nhiều rồi nha mấy bạn. Ở đây họ phục vụ tốt. Đa số những cái chỗ mà mấy bạn vô ăn buffet á, phục vụ nó không quan tâm đến mình gì á, cứ kệ mình. Còn chỗ này họ cứ đã hỏi là ăn uống ok không, có cần thêm nước không, nước thì miễn phí rồi.
free nước cho nên họ cứ lại hỏi mọi người. Cho cái người đi ăn người ta cảm thấy dễ chịu. Vậy là ok, 10 điểm. Rồi. Xỉn luôn rồi. Rung tay quá các bạn. Đúng gì? Tại mình mới tập thể dục về tay còn rung lắm. Bạn nào mà đi gym á thì mấy bạn sẽ biết tập thể dục cũng phải rung. Trời nó đem vô cho em luôn kìa. Bây giờ mình không ăn nữa đúng không? Mình ăn thịt nổi cái nữa không? Anh ăn hay nổi cái nữa không? Anh ăn được mà thôi ăn no cả bụng khó chịu. Mày ăn cái đi. Thôi ăn rồi. Cẳng bụng mệt người hết một. Không biết mình có tính tiền bánh này không ta? Chắc không luôn. Ví dụ tính thì mình trả luôn không sao đó. Đem về ăn cũng ngon rồi. Đem về cho nhỏ mập nó ăn các bạn. Bạn nào mà theo dõi mình lâu sẽ biết nhỏ mập là ai. Nhỏ mập là em mình ha. Chắc ngày mai phải lấy cái bóp em mua cho anh cái bóp cái gì? Louis Vuitton. Louis Vuitton. Xài đồ hiệu chúng ta, mình là trước giờ mình đâu có xài đồ hiệu các bạn. Mình mặc áo vậy á, chỉ có hai màu đó, một trắng với một đen. Có cái áo này là trước có một bạn ở bên Cali tặng mình. Bạn nào? Đó chỉ áo hâm mộ thôi, người hâm mộ thôi. Không phải hâm mộ nữa, vậy như các bạn thích thích chụp ảnh á, rồi bạn xem video của mình rồi bạn cũng ok thì hỏi địa chỉ mình tặng mình cái áo. Đây. Bạn nói vợ đầu mình cũng không biết luôn. Từ lúc lấy vợ là khán giả mất nhiều lắm rồi các bạn, đặc biệt khán giả là mới bỏ mình hết rồi, xui quá. Ăn no thấy mẹ rồi thôi, ăn cái nữa về Việt Nam luôn á. Hết hết 37 đồng nha mày. Tính ra tiền Việt Nam là tính chẳng 40 đi cho dễ tính ha, cỡ 800 ngàn. Điều quá rẻ lắm em. Tại vì sushi bên này rất là cao cấp các bạn. Sushi mà các bạn mua những cái hiệu bình thường á thì nó rẻ lắm. Tại vì họ làm đúng cách á, mà ăn những cái đó là dễ bị đau bụng lắm nha. Mình ăn mấy lần mấy cái sushi mà nó rẻ rẻ ăn chút á, thấy hai mam chạy vô ăn thử á là bị đau bụng liền. Nhưng mà ở đây mình làm mình thấy cái kiểu họ làm tươi, không có bị thấy sushi mà nếu mà bạn biết á là phải qua một cái quá trình xử lý những cái cá sống ở dưới vùng biển hay là những cái gì thì nó có rất là nhiều những cái vi sinh á, vi khuẩn gây bệnh. Thank you. Thì họ phải qua một cái quá trình xử lý cho nó sạch những cái vi sinh đó thì nó mới tốt, ăn mới được thì nó mới đúng. Nhưng mà phải đa số những người ta làm có đúng đó. Đó, mình chắc thì là phải ký tên chứ. Mình trả tiền là bạn trả bằng thẻ, nhưng mà khi mà mình cho tiền thì mình cho bằng tiền mặt các bạn. Tại vì tính vô thẻ luôn thì họ sẽ tự bị tính thuế thì sẽ thiệt thòi cho mấy người làm. Trở lại với cái vấn đề sushi nha các bạn, thì nó phải qua một cái quá trình xử lý để nó sạch những cái con vi khuẩn nó ăn vô thì nó xong rồi gây bệnh, nó không có hại cho cái bụng các bạn. Đó lý do tại sao khi các bạn ăn sushi nó có rất là nhiều những cái này là gừng với lại mù tạt. Tại những cái cây này nó sẽ làm cho bụng mình ấm lên, nó nên hạn chế được những cái vi khuẩn đó. Nhưng mà mình thấy cái chỗ này nó làm khá là sạch sẽ, tốt, đúng quy trình. Thì khi mà các bạn ăn cái miếng cá sống vô các bạn không còn thấy mùi tanh với lại mùi vi khuẩn nữa. Mình nuôi cá mà bởi mình biết cái mùi vi khuẩn nó ra làm sao. Thì mình thấy chỗ này là một check. Nếu các bạn nào mà có khả năng tới New York á thì ghé tới đây thử. Nó gần Christmas. Thank you so much. 18% là 6 đồng hả? 6 đồng hả? Thôi cho họ 9 đồng đi. Thôi 9 đồng đi em ơi. Mình đang ăn hàng của em á. Ok, giờ mình ăn xong, trả tiền xong các bạn. Giờ tụi mình lên rồi. Wow 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 mấy bạn. Ăn rất là no nha mấy bạn. No. Ăn xong cảm thấy mình lên. Mình á, cái hệ trao đổi chất trong người mình nó bị lỗi rồi mấy bạn. Cho nên mình ăn vô cái mình thấy mập lên liền à. Còn Ngân ăn nhiều cũng thấy mập á. Sướng thôi á. Sao Ngân phải bị cảm nghĩ với cái chỗ này Ngân? Ngon mà. Rất là ngon các bạn. Ngon mà phục vụ tốt nữa. Nếu mà tại vì mình đi ăn á, cái phục vụ rất là quan trọng. Có nhiều khi kìa cái quán ăn nó ngon á, do phục vụ tào lao quá ăn xong cũng không muốn quay lại nữa. Với lại giá cả cũng hợp lý, anh thấy giá cả hợp lý không? Yeah. Tại bình thường á, em cũng đi ăn buffet một vài chỗ thì buổi trưa á, thường cái giá của nó là khoảng từ 20 tới 25 đồng. Còn buổi tối thì giá từ 25 tới 27 nó cũng có trên nhau nhiều. Nhưng mà chỗ này buổi trưa thì khoảng 16 đồng, còn buổi tối là
hơn. Thấy nó cũng vậy, hồi nãy nó đưa cái dinner ra nhiều quá thì em ăn mà lựa cũng mệt phải không? Đúng rồi, với lại ăn thì dễ bị no hơn. Vậy đi, nói chung là chỗ này của các bạn, nếu mà các bạn nào có khả năng tới New York á, liên hệ với mình sẽ chỉ cho, mình sẽ đi ăn chung luôn. Nói vậy thôi chứ mình sẽ để địa chỉ với lại thông tin của cái nhà hàng này bên phía dưới. Okay. Cảm ơn các bạn đã coi video của tụi mình nha các bạn. Nếu các bạn có thích xem nhiếp ảnh, nhớ qua Alpha Crew cùng mình chia sẻ về cái bộ môn đó. Còn nếu các bạn muốn thích xem những cái video giống vậy, các bạn nhớ subscribe để mà các bạn có thể quay trở lại khi mà mình có video mới. Cảm ơn các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Bye. Ngân ơi. Ra đây, ra đây. Một vấn đề phải chia sẻ với em. Anh đi coi lại video nãy tụi mình đi ăn nè. Ừ. Đúng không? Em ăn một tô mì, xong em ăn thêm một cái bát thái nữa, là em ăn hai phần. Còn anh ăn chỉ có một phần thôi. Tại sao anh phải trả tiền hết? Em phải trả lại cho anh 2/3 tiền chứ, tại em ăn hai phần, anh ăn một phần thôi đúng không? Anh ăn phần gì? Tất cả 3 phần. Anh ăn phần của anh thôi, anh ăn cái sushi của anh thôi. Còn em ăn quá trời luôn. Em ăn nhiều hơn anh đúng không? Em phải trả tiền nhiều hơn anh đúng không? Đúng không? Ừ. Mình phải sống là mình phải duy vật chứ không có duy tâm. Em không có tiền. Không có tiền hả? Thì em phải làm sao để anh cảm thấy là thể hiện cho anh, để anh cảm thấy là em có gì đó để anh ga lăng với em chứ. Anh lấy em rồi mà. Đúng không? Ừ. Lấy nhau về cũng phải chứng minh em đi làm rồi. Em đi làm rồi, đúng không? Khóc cái gì? Tiền đâu? Tiền đâu? Không có tiền. Không có tiền thì có cái gì đây? Có em nè. Em phải làm sao cho anh cảm thấy là anh phải thể hiện như thế nào để anh mới ga lăng với em chứ? Có em nè. À, có em là được rồi. Ở bệnh. Đàn ông con trai ga lăng với đàn bà con gái phải kêu người ta có phải làm như thế nào? Bố thằng điên.